Khi mà xoang ngực này cắt ngang ra giống chụp CT ấy, cắt ngang ra xong dựng giảng dậy, vậy vậy thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái hình tròn. Được chưa? Cột sống đây. Đấy, túi đây. Gai ngang đây. Đó. Và chúng ta sẽ thấy xương sườn đây. Xương sườn. Được chưa? Xương sườn. Vậy thì cái mặt trong của xương sườn này. Đấy, mặt trong xương sườn. Mặt bên trong của thành ngực ấy và mặt bên ngoài của phổi. Mặt bên ngoài của phổi nó tạo ra một cái xoang. Tạo ra một cái xoang. Và cái xoang này nó thuộc vào xoang màng phổi hoặc khoang màng phổi. Dù các bạn gọi bằng xoang hay bằng khoang thì ý nghĩa giống nhau hết. Đấy, trong từ điển giống nhau hết. Đấy. Và mình cũng có tham khảo thêm của các thầy rồi. Các thầy bảo rằng khoang hay xoang đều được hết. Và bây giờ thường người ta sẽ dùng từ xoang. Đấy. Và mình cũng hay dùng từ xoang vì phát âm từ xoang nó dễ. Từ khoang màng phổi nghe nó nặng nề quá. Ok. Vậy thì cái xoang được tạo ra bởi mặt trong của cái xương sườn này và mặt ngoài của phổi. Thì nó, cái xoang này nó gọi là xoang màng phổi. Xoang màng phổi. Và cái xoang này nó thuộc vào xoang ảo. Xoang thật nhưng mà nó không tạo ra một cái khoảng trống. Vậy người ta bảo rằng nó thuộc vào xoang ảo. Đấy, xoang ảo. Đấy chưa? Và nó không hề chứa gì bên trong, nó chỉ chứa một chút dịch nhờn giống như dầu nhớt bên trong này để cho nó trơn thôi, cho phổi nó cọ ra cọ vào nó đỡ bị mòn thôi. Đấy. Chạy được khoảng 80 năm đến 100 năm. Đấy. Vậy nó chỉ có một tí dầu nhờn thôi. Đấy, một tí cái chất tiết dịch nhờn thôi. Còn khi mà nó bị viêm hoặc bị tràn khí thì cái khoang này, cái xoang này nó trở thành xoang thực thụ vì nó chứa khí bên trong, nó chứa dịch bên trong, nó chứa mủ bên trong, nó chứa máu bên trong. Đấy, nó chứa chứa mọi thứ bên trong. Xong rồi mọi người. Rồi, được chưa? Và chúng ta hãy phải biết rằng hai cái xoang này ở bên trái và bên phải nó được ngăn cách với nhau bởi một cái màng siêu mỏng. Đấy, siêu mỏng không hề có cánh. Được chưa? Nó ngăn cách với nhau bởi một màng siêu mỏng. Đấy, cực kỳ mỏng. Nhưng mà màng đấy nó rất có ý nghĩa. Khi mà một bên bị tràn dịch thì bên kia nó bình thường, nó không hề bị tràn dịch. Đấy, nó không hề bị tràn dịch. Đấy, nếu mà tràn dịch một bên, bệnh của một bên thì chỉ tràn một bên thôi. Đấy, còn bên kia thì nó bình thường. Vậy thì khi mà chụp X quang chúng ta thấy những cái dấu hiệu bất thường thì phải để ý xem nó thuộc bên nào để can thiệp cho nó đúng. Đấy, ví dụ tràn khí bên nào thì chúng ta phải đút ống vào bên đấy. Đấy chưa? Tràn dịch bên nào chúng ta phải đút cái ống vào bên đấy. Chứ còn nếu mà đút nhầm bên thì hỏng. Đấy, đút nhầm bên thì hỏng. Được chưa? Tại vì bên kia và bên này nó không hề thông nhau. Không hề thông nhau. Nhớ như vậy. Đấy. Rồi, mình đã gửi bài giảng cho các bác sĩ rồi và thấy rằng một cái màng nó mỏng kinh khủng. Đấy.